Mình bị gì thế này, làm sao có thể là người đàn ông đã có vợ kia được chứ? Bà ơi, trước mắt thì con chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi ạ. Chuyện tình cảm, đợi khi nào công việc ổn định, con sẽ tính. Tốt, tốt, tốt. Con gái mà biết tự lập tự cường là tốt. Nhưng mà một khi đã tìm được đúng người rồi thì con phải biết nắm bắt nó nha. Dạ, con nhớ rồi. Con cảm ơn bà. Chung cư của Thẩm Quân Hạo. Đúng, tình hình công ty của bạn em tuy hiện giờ không tốt, nhưng em đảm bảo sẽ giao hàng đúng hạn. Chị cho họ một cơ hội nha. Quân Hạo à, thương trường như chiến trường, giao cái hạng mục này cho một người chưa từng hợp tác, chị không thể nào yên tâm được. Hơn nữa, công ty của cậu ấy cũng nhỏ nữa. Chị, tập đoàn Thẩm Thị chúng ta cũng không phải là từng bước đi lên, từng bước từ công ty nhỏ hay sao? Nếu em đã cân nhắc cậu ta như thế, vậy chị sẽ xem xét lại. Đúng rồi, sắp nghỉ hè rồi, em có muốn về công ty thực tập không? Không đâu, em muốn qua Thiên Kiêu quốc tế. Em có dự định riêng của mình. Thời Dĩnh. Như vậy không phải là mình ở rất gần cậu rồi sao? Tim Minh, chuyện này là thế nào? Đây là hình em mới nhận được. Người con trai bên cạnh Thời Dĩnh là ai? Cậu ta là Thẩm Quân Hạo. Sáng hôm nay cũng chính là cậu ta, chỉ vỏn vẹn có 20 phút đã khôi phục lại tất cả số dữ liệu trong hệ thống tài vụ của công ty Lý Tân Lượng. Trước đây, cậu ta đã từng dẫn dắt Học viện Auckland liên tiếp 4 năm đạt được giải quán quân của cuộc thi thiết kế lập trình quốc tế của ACM dành cho sinh viên, được mệnh danh là Bill Gates tương lai của Trung Quốc. Hắn và Hờ Dĩnh có quan hệ gì với nhau? Theo tin tức báo lên là Thời Tiểu Thư tìm cậu ta nhờ khôi phục số dữ liệu trong hệ thống tài vụ của công ty Lý Tân Lượng ạ. Hai người lúc ăn cơm vừa nói vừa cười, xem ra có quan hệ rất tốt. Giống như là bạn thân vậy. Bạn bè sao? Cái tên này, trước mắt cứ theo dõi trước đi. Thịnh ca, còn chuyện này nữa. Ừ? Là lão vật gia, hôm nay lại cải trang đi gặp Thời Tiểu Thư. Cái gì? Hai người ngồi nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ. Lúc lão vật gia rời đi, Thời Tiểu Thư trông có vẻ thất thần. Một Mộc Tử Uyên ngông cuồng độc ác mà bà nội tự tay đào tạo ra còn chưa đủ, còn đích thân đi nữa sao? Mình tuyệt đối sẽ không để bà nội làm tổn thương Thời Dĩnh. Tiên Minh gửi cho bà nội một cái mail, nói là nếu bà còn tiếp cận Thời Dĩnh, tôi sẽ từ chức ở Thiên Kiêu quốc tế để bà quay lại làm giám đốc. Thịnh ca, cái này... Đi mau. Vâng. Ngày hôm sau, Kim Dục Hoa Phủ. Lão Thẩm. Cái mail này là được gửi từ khi nào vậy? Dạ, là tối qua. Mẹ, có chuyện gì mà tức giận đến thế? Con tự qua đây mà xem nè. Bà nội, nội đã phá vỡ giao kèo giữa chúng ta. Nếu nội còn một lần nữa cố ý quấy rầy Thời Dĩnh, Thịnh dự con sẽ lập tức bỏ đi chức tổng đài của Thiên Kiêu quốc tế. Mẹ, Tiểu Dự nó biết mẹ đi gặp Thời Dĩnh rồi. Nó nói ta đi quấy rầy Thời Dĩnh, nó coi ta là gì chứ hả? Ta đường đường chính chính đi kết bạn với Thời Dĩnh mà. Đường đường chính chính kết bạn. Nó chỉ có giỏi đi làm ầm lên đòi từ chức với ta, chứ có dám lập tức đi cưới Thời Dĩnh về nhà à. Alo, đây là Kim Dục Hoa Phủ, xin hỏi tìm ai ạ? Hứ, nếu mà là Dự Nhi gọi tới xin lỗi thì cúp máy luôn cho ta. Mẹ. Lão vật gia, là Thời Dĩnh Tiểu Thư gọi điện thoại tới. Đưa điện thoại cho ta. Alo, Tiểu Dĩnh à? Bà ơi, bà ở viện dưỡng lão nào vậy ạ? Con có mua chút đồ, muốn ghé qua đưa cho bà. Bà không có ở trong viện dưỡng lão, bà ở Kim Dục Hoa Phủ đó. Kim Dục Hoa Phủ, đó không phải là biệt thự của Thịnh gia hay sao ạ? Sao bà lại? Mẹ, mẹ không được tiết lộ thân phận của mình đâu đó. Tiểu Dĩnh à, bà đang ở nhà đó làm phục vụ đó con. Phu nhân ở đây rất tốt, biết gia cảnh của bà không có người thân nên đã cho bà ở lại đây. Sáng hôm nay bà bị tụt huyết áp, nhức đầu nên đang nằm nghỉ trong phòng nè con. Con qua chơi nói chuyện với bà nha. Bà phải chú ý sức khỏe đó, con chạy qua liền. Qua, nơi này là biệt thự của Thịnh gia sao? Thật là ấn tượng mà.
Không biết là bà sống ở đây có tốt không nữa? Người Thịnh gia có ức hiếp bà không? Là thầy Dĩnh phải không? Bà Lý đang ở trong nhà đợi con đó. Con vào đi. À, cảm ơn ạ. Chỗ này chắc là cửa chính rồi. Bà Lý đang đợi con ở trên lầu đó. Để dì dẫn con lên nha. Cảm ơn phu nhân. Vị phu nhân này thật dịu dàng, thật có khí chất. Bà cháu hai người cứ từ từ nói chuyện, dì ra ngoài trước đây. Cảm ơn phu nhân đã chăm sóc cho bà ạ. À, bà ơi, giờ bà đã đỡ hơn tí nào chưa ạ? À, cũng nhờ có phu nhân chăm sóc cho bà nghỉ ngơi cả buổi sáng, giờ bà đỡ hơn nhiều rồi. Thịnh phu nhân thật lương thiện. Trước đây con cứ nghĩ những người có tiền thì không có dễ kết thân. Sao mà vậy được? Thịnh phu nhân đối xử rất tốt với bà. Thịnh phu nhân không cho bà làm việc nhiều, tiền công thì không hề đưa thiếu. Thịnh thiếu gia thì càng xem bà như người thân vậy, thường hay mua quà cho bà, đúng là một đứa trẻ ngoan. Đúng rồi, Thịnh thiếu gia hình như là vẫn còn độc thân, chỉ tiếc là rất ít khi về nhà, chứ không bà nhất định sẽ giới thiệu cho hai đứa biết nhau rồi. Bà ơi, bà đừng giỡn vậy chứ. Con và Thịnh tổng vốn dĩ không cùng một thế giới, hơn nữa con còn nghe đồn anh ta không có hứng thú với phụ nữ, sao chúng con có thể tới với nhau được ạ? À, ai nói không được chứ? Ai nói Thịnh thiếu không có hứng thú với phụ nữ chứ? Mấy lời đó chỉ toàn là bịa đặt vô căn cứ. Bà cảm thấy cậu ấy với mấy thiếu gia nhà giàu khác không có giống nhau. Vân vân vân, vậy bà kể con nghe chuyện về Thịnh tổng đi ạ. À, bà đừng có giận nữa nha bà. Tiểu Dĩnh à, thật ra trước đây bà đã từng nghe phu nhân kể về một câu chuyện. Thịnh thiếu gia lúc nhỏ có một lần tức giận lái xe ra khỏi nhà, không cẩn thận đụng trúng một bé gái. Con cũng biết đó, đa phần các thiếu gia có tiền có quyền thế, sau chuyện thì cứ vỗ mông xem như không có chuyện gì xảy ra, đền chút tiền thuốc thang coi như xong rồi. Nhưng mà Thịnh thiếu gia thì không phải như vậy. Anh bạn nhỏ có chuyện gì sao? Cậu ấy đích thân đưa cô bé đến bệnh viện, sau đó tự mình đi đến đồn cảnh sát. Chú cảnh sát, tôi đến để tự thú. Chẳng lẽ người đâm xe đụng xe mình chính là Thịnh tổng? Nhưng nếu chuyện này bị lộ ra sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn cho Thịnh thị. Vì để tránh cho người nhà cô bé đó dây dưa không dứt, vậy nên Thịnh phu nhân đã dùng những mối quan hệ của mình dìm chuyện đó xuống. Sao nội lại làm thế? Chuyện con làm sai con sẽ tự mình gánh chịu. Chuyện con làm sai lại còn muốn liên lụy Thịnh gia sao? Con có ấu trĩ không vậy hả? Sau năm đó, tính tình của Thịnh thiếu gia thay đổi rất lớn, không để cho bất kỳ cô gái nào tiếp cận cho đến bây giờ. 16 năm trước, Thẩm quản gia, ông nhanh lên. Ba, con đau quá. Yên tâm, sẽ đến bệnh viện ngay thôi, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Ba, nhanh lên, bệnh nhân cần phải phẫu thuật gấp, xin người nhà đỡ ở bên ngoài. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em. Đừng sợ. Tiểu Dĩnh, con tỉnh rồi à? Con hôn mê suốt cả một đêm, làm ba sợ muốn chết. Ba ơi, cái anh đụng con đâu rồi? Con đang nói gì vậy? Lúc ba tới có thấy cậu bé nào đâu? Chỉ có một chú nói là không cẩn thận đã đụng trúng con, còn đền cho con tiền thuốc thang nữa đó. Ba gạt con, rõ ràng là một anh khoảng mười mấy tuổi đã đụng con mà. Một cậu nhóc mười mấy tuổi sao biết lái xe chứ? Chắc là Tiểu Dĩnh, con bị đụng tới mơ hồ luôn rồi. Nói dối, anh ấy đã nói là sẽ ở bệnh viện với con. Anh ấy còn nói sẽ đi đến gặp chú cảnh sát để nhận lỗi nữa. Anh ấy gạt con. Anh ấy là người xấu. Hèn gì mà sau đó không hề gặp lại anh ấy. Mọi người đều nói chuyện đó đã trở thành tâm bệnh của cậu ấy. Nhưng mà theo bà thấy là do Thịnh thiếu gia đối với cô bé đó đã nhất kiến chung tình rồi. Nhất kiến chung tình thì tất nhiên là những cô gái sau này không thể lọt vào mắt của cậu ấy được rồi. Khoan đã, lúc đó mình mới chỉ có mấy tuổi thôi mà. Yên tâm, sắp tới bệnh viện rồi, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu Dĩnh, con sao vậy? Con không sao, chỉ là con không ngờ tới Thịnh tổng cũng có mặt đó mà thôi. Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi, sao họ có thể là cùng một người được chứ?
Đúng vậy, Tiểu Dĩnh. Thẩm thiếu gia tuy còn nhỏ tuổi mà đã dám chịu trách nhiệm như vậy, là một người đàn ông đáng để nương tựa. Tin bà là không có sai đâu. Ha ha ha, bà đừng có ghẹo con nữa mà. Bà thử xem bộ đồ con mua cho bà này mà có vừa không nè. Cũng được, để bà thử coi sao. Cổng chính Kim Dục Hoa Phủ. Nếu mà tớ đi xin lỗi thì không cần đâu. Bà nội, con không phải tới là để xin lỗi. Chỉ là có một chuyện con muốn nói với nội. Chuyện thỏa thuận giữa con và nội còn nhớ không? Không phải là chuyện không gắn ghép con với Tử Úy nữa sao? Chuyện này ta nói được, làm được. Không những vậy, ta còn khuyên nó đừng có chấp mê bất ngộ với con nữa. Vậy nên nội bắt đầu gắn ghép con với Thời Dĩnh rồi phải không? Nội đừng nói là nội không biết cô ấy nha. Nội đi tìm Trương đại sư để xem bức tượng của tụi con, lại còn cải trang đến học viện Auckland gặp Thời Dĩnh. Sẵn tay đưa luôn cả ngọc bội tổ truyền của Thịnh gia cho cô ấy. Hôm qua chẳng phải nội cũng đã đi đến trường gặp cô ấy sao? Dự Nhi à, con biết hết rồi hả? Lão Thẩm thật vô dụng, không phải đã dặn là phải bí mật rồi sao? Ta cũng rất thích con bé Thời Dĩnh nên muốn kết thân với con bé mà thôi. Này cũng không phải là đang giúp con đó sao? Vậy nội có biết tối hôm kia mém tí nữa là Thời Dĩnh mất mạng rồi không? Cái gì? Là chuyện tốt mà Tử Úy làm ra đó. Cô ta theo dõi nội đến chỗ Trương đại sư, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Nội chấp nhận Thời Dĩnh là cháu dâu của Thịnh gia, nhưng Mộng Tử Úy thì lại nghĩ chỉ có cô ta mới xứng đáng làm thiếu phu nhân của Thịnh gia. Tối hôm kia cô ta đã bắt chối Thời Dĩnh, cũng may là lúc đó con tới kịp lúc cứu được cô ấy. Tử Úy nó đúng là điên thật rồi. Ta đã chính tay dạy dỗ ra một người có tâm địa độc ác đến thế sao? Bà nội, hứa với con là nội sẽ không xen vào chuyện của con và Thời Dĩnh nữa, có được không? Được rồi. Dự Nhi à, con biết không, Trương đại sư nói con với Thời Dĩnh là trời sinh một đôi. Càng quan trọng hơn là mối nhân duyên này đã bắt đầu từ vụ tai nạn xe 10 năm trước đây rồi. Dạ con biết. Trong đêm trùng phùng với cô ấy, con đã biết. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời này của Thịnh Dự con. Dự Nhi à, con phải nhanh chóng cưới Thời Dĩnh về cho ta đó nha. Đúng rồi, Tiểu Dĩnh hôm nay đến Kim Dục Hoa Phủ thăm ta vừa mới đi không lâu. Con bé sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa chứ. Con sẽ lập tức kêu Ti Minh phái người theo dõi sát sao hành động của Mộc Tử Úy. Thịnh ca, xin anh đừng bỏ rơi em. Cái gì em cũng nghe theo anh hết, ở lại bên em có được không? Buông ra. Mộc Tử Úy, đừng để tôi gặp lại cô nữa. Thịnh ca, Thịnh ca. Không. A. À. Thịnh ca, không ngờ anh cả một chút thương cảm cũng không dành cho em được hay sao? Nếu đã như vậy, nỗi đau của Mộc Tử Úy tôi ngày hôm nay, ngày sau nhất định sẽ trả lại cho các người gấp trăm ngàn lần. Tập đoàn Mộc Thị. Mộc phu nhân, kế hoạch năng lượng bị dừng lại rồi. Cổ phiếu của Mộc Thị đã rớt giá một nửa so với ban đầu. Tổn thất này các vị chuẩn bị bồi thường như thế nào đây? Bệnh tình của Đồng sự trưởng Mộc Chấn Dương rốt cuộc đã thế nào rồi? Không phải là ông ấy đang giả bệnh để trốn tránh đó chứ? Các vị đồng sự, Chấn Dương trong thời gian này đang có bệnh trong người, vẫn còn phải đang điều trị trong bệnh viện. Mong mọi người cho mấy chút thời gian. Chúng tôi không muốn nghe mấy lời lảng tránh này nữa. Tập đoàn Mộc Thị đã đến lúc phải chọn ra một đồng sự trưởng mới rồi. Đúng, đúng, chúng tôi muốn bầu lại đồng sự trưởng mới. Ai nói tập đoàn Mộc Thị cần thay đồng sự trưởng mới hả? Tổng sự trưởng Mộc. Chấn Dương, Tử Úy. Các vị, kế hoạch tiết kiệm năng lượng của Mộc Thị tuy gặp khó khăn, nhưng gốc rễ của tập đoàn Mộc Thị không hề bị ảnh hưởng. Các hạng mục khác của công ty đều đang được tiến hành thuận lợi. Tôi, Mộc Chấn Dương, xin hứa với các vị, hoa hồng cuối năm của các vị cổ đông sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đồng sự trưởng Mộc nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó.
Hứ là bắt đầu nịnh nọt rồi. Các vị, thật ra hôm nay tôi muốn tuyên bố một chuyện. Bắt đầu từ bây giờ, con gái tôi, Mộc Tử Ý, sẽ đảm nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn Mộc Thị. Các vị cổ đông, tôi là Mộc Tử Ý, xin được chỉ giáo. Nhà thờ Dĩnh, tiếp theo sẽ là bản tin tài chính. Theo tin tức mới nhất, tổng sự trưởng của tập đoàn Mộc Thị, Mộc Chấn Dương quay về công ty chủ trì đại cuộc. Tập đoàn Mộc Thị sắp phá sản này, sao tự dưng lại sống lại rồi? Mộc Tử Quý chính thức gia nhập vào bộ máy quản lý của tập đoàn Mộc Thị. Ai, Phi Phi, hay là con đi cầu xin Lý Tân Lượng thử xem. Nói không chừng có thể hàn gắn lại được đó, dù gì cũng là tình cảm 4 năm trời. Mẹ, Tân Lượng đã nói chỉ muốn làm bạn với con thôi. Con không muốn tiếp tục mặc giày đi bám lấy anh ấy nữa đâu. Vậy thì không có được, mẹ đã đi nói với khắp hàng xóm rồi. Lý Tân Lượng sẽ đem ngựa xe qua đây cưới con về. Con không có được làm mẹ mất mặt đâu. Mẹ đang nói chuyện với con đó. Phi Phi, con có nghe thấy không vậy hả? Xe hơi, biệt thự, còn nhiều tiền nữa. Mẹ, trong đầu mẹ chỉ có những thứ này thôi sao? Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Nếu con không biết tranh thủ, nói không chừng Thời Dĩnh lại phỏng tay trên nữa đó. Thời Dĩnh nó không có thèm đâu mẹ. Ai, con bé này. Đường, phải làm sao bây giờ? Nhà trường sắp xếp cho mình ngày mai ra sân bay đón Tiêu Khải đó. Tiêu Khải, cái ông thần nổi tiếng khó chịu khắt khe đó đó hả? Tiêu Khải, nam 30 tuổi, vừa là Phú Nhị Đại, vừa là Quan Nhị Đại. Ba của anh ta là Tiêu Cảnh Lẩm, là một trong những đồng sự trưởng và là người sáng lập ra Học viện Auckland, đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp trên thương trường, giờ thì chuyển sang làm chính trị, là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong chính trị Trung Quốc. Còn Tiêu Khải, từ nhỏ đã được học ở Mỹ, tốt nghiệp tiến sĩ thương mại học của Đại học Stanford, dùng số tiền 500 triệu của ba mình lập ra công ty đầu tư Khải Duyệt. Đầu tư vào ngành giải trí và ngành IT, chớp mắt đã kiếm ra được cả chục tỷ. Mình còn nghe nói cuộc sống riêng tư của anh ta rất phóng khoáng, rất thích qua lại với mấy hot girl trên mạng. Bạn gái thì một tuần đổi một người, không biết bao nhiêu mà đếm. À, vậy hả? Nhưng mà Âu Dương lão sư nói Tiêu Khải lần này đến trường của chúng ta là theo lời của ba anh ta, đầu tư sửa chữa lại các tòa lầu của khoa chúng ta. Vậy nên lần đón tiếp Tiêu Khải này nhất định không được xảy ra vấn đề gì. Trường của chúng ta nhiều sinh viên như thế, sao lại phải chọn cậu chứ? Nghe nói là do Tiêu Khải mở lời muốn sinh viên ưu tú nhất khoa thiết kế đi đón tiếp, để tìm hiểu thêm về tình hình thực tế trước mắt của khoa thiết kế. Còn mình thì là sinh viên được tiến cử đi thiên kiêu quốc tế, vậy nên Âu Dương lão sư đã giao việc này cho mình. Sao bây giờ Đường ơi, chuyện này sẽ bị mình làm cho tan tành mất. À, xem ra hết cách rồi. Đưa ra cành ô liu của tình bạn, cứ để cho mình thu thập hết những thông tin về Tiêu Khải, giúp cậu qua cảnh khốn khó này. Sân bay Gia Thành, chuyến bay từ nước A đến Gia Thành, số XXX đã hạ cánh. Xin mời người thân, gia đình đi đoán ở cổng số 2. À, hồi hộp quá đi. Đường nói Tiêu Khải không thích váy, mình vật vầy, chắc là được rồi nhỉ. À, bọn họ ra rồi kìa. Là Tiêu Khải. Tiêu tiên sinh, chào anh, tôi là... Chữ trên bảng bự như vậy, tôi có thể không nhìn thấy được sao? Tuy là biết anh ta rất độc mồm độc miệng. Tiêu tiên sinh, mấy ngày tới anh sẽ ở trong khách sạn Victoria. Xe đi đến khách sạn, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Tôi thấy khoa thiết kế Học viện Auckland càng ngày càng tàn rồi đó. Người đi đón tiếp mà ăn mặc như người của thế kỷ trước vậy, không có chút thời trang gì cả. Nhưng mà vẫn cảm thấy muốn đấm cho anh ta một phát. Thời Dĩnh à, đừng so đo với anh ta làm gì, mau hoàn thành nhiệm vụ trường giao cho mày đi. Tiêu tiên sinh, tôi dẫn anh ra xe nha. Cô đi trước đi. Đừng có đứng gần tôi, không lại kéo chuồn bớt cái cảm giác thời thượng của tôi đó. Tôi có biết một câu, không biết có nên nói hay là không. Không được nói, không được nói, không có qua được kiểm duyệt đâu. Thật là, thân là nữ chính, sao có thể chịu vậy được, đúng không? Giáp tiếp theo tôi sẽ kêu nam chính chúc giận cho cô. Giáp này không đủ kinh phí rồi. Thiên kiêu quốc tế, phòng làm việc của tổng đài.
Thịnh ca, máy bay của Tiêu Khải vừa tới Gia Thành. Cuộc họp của anh và anh ấy về việc liên cơ quốc tế gia nhập vốn đầu tư vào Khải Việt được sắp xếp ở nhà hàng Victoria, 10 giờ bắt đầu ạ. Đúng rồi, nghe nói lần này cậu ta về không những là thiết lập quan hệ với liên cơ quốc tế chúng ta, mà còn nghe thêm mệnh lệnh của cha mẹ đầu tư xây dựng lại khoa thiết kế của Học viện Auckland. Dạ, hơn nữa, người mà thực học viện cử đi đón tiếp anh ta ngày hôm nay chính là Thời Tiểu Thư ạ. Thời Dĩnh, dạ, là do Âu Dương lão sư sắp xếp. Hừ, Âu Dương đó đúng là một lão hồ ly mà. Đi tới nhà hàng Victoria. Nhà hàng Victoria. Vì đi đón tiếp cái tên Tiêu Khải đó, tới bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Đói quá đi. Đói bụng rồi sao? Sao lại là anh? Sao lại không thể là anh chứ? Đi vào đây ăn chút gì với anh nha. À, anh... Anh đừng có phá nha, tôi đang làm việc đó. Trường học kêu em đi đón cái tên Tiêu Khải kiêu ngạo đó phải không? Sao anh biết vậy? Chuyện này em không cần biết đâu. Em chỉ cần hiểu là anh tới để giúp em là được rồi, Dĩnh Nhi. Trong nhà hàng, thịt tôm cũng khá tươi đấy, chỉ có điều là thịt heo trong đó thì béo quá. Hạt cơm thì ăn không hợp khẩu vị cho lắm, chỉ dùng một loại gạo Thái thì làm sao có thể nấu ra cháo ngon được chứ. Nhân bánh này làm cũng quá ẩu rồi, tốt nhất là nên xào nhân thịt, một nửa là thịt ba rọi, một nửa là thịt thăn. Mấy thứ này làm sao mà nuốt nổi chứ. Nào, ăn miếng nữa đi. Không cần đâu, tự tôi ăn được mà. Thịnh tổng, anh ta không phải là không cho con gái đến gần mình sao? Chuyện gì vậy trời? Thế này không có vấn đề gì chứ. Yên tâm, ăn miếng nữa nè, anh là đang giúp em đó nha. Vậy tôi không khách sáo nữa đâu. Không hổ là quán ăn cao cấp, món sủi cảo hấp làm ra ngon quá chừng luôn. Chết, bị phát hiện rồi. Anh ta sắp qua đây rồi. Thịnh tổng. Tiêu tiên sinh, cậu cũng thấy rồi đó, tôi đang dùng bữa sáng cùng với vợ của tôi, vậy nên buổi họp sáng nay hủy bỏ. Cô ta là Thịnh phu nhân sao? Khi nãy mình đối xử với cô ta như vậy, chuyện hợp tác sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ. Thịnh tổng, vậy thì chuyện hợp tác của Thiên Kiêu Quốc tế với Khải Duyệt tăng gấp đôi tiền đầu tư của Khải Duyệt vào khoa thiết kế của Học viện Auckland. Tiền đầu tư phải được huy động ngay, đây là điều khoản mới thêm vào, những chuyện còn lại sẽ do team mình xử lý. Cậu ta đang ở trong phòng họp đợi cậu 5 phút, cho nên cậu không còn nhiều thời gian đâu. Đây ý là vẫn còn cơ hội phải không? À, Thịnh tổng thật là tốt quá đi, không hề nhắc tới chuyện mình làm khó vợ của anh ấy. Vậy mà mình lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mình thật sự quá hổ hẹn rồi. Cảm ơn anh. Hứ, từ chỗ này chạy tới phòng họp cũng phải mất 10 phút, cho chạy chết luôn. Hử? A, đợi đã. Tiêu tiên sinh, em không cần phải đi đâu. Sao tôi lại cảm thấy Tiêu Khải hình như là rất sợ anh nhỉ? Có sao? Rất rõ ràng mà. Trên mặt em dính cơm nè. Ế? Anh là biến thái sao? Sao có thể ăn luôn được chứ? Không được hả? Đương nhiên là không được rồi, trừ phi anh thực sự là tên biến thái. Ngoài cửa lớn, trợ lý Ti xin dừng bước. Học viện Auckland, phòng làm việc của chủ nhiệm khoa thiết kế. Thời Dĩnh à, Tiêu tiên sinh vô cùng hài lòng với công việc đón tiếp của em, cho nên đã đặc biệt tăng gấp đôi tiền đầu tư. Vậy thì tốt quá rồi ạ. Tuy rằng không biết tên biến thái đó có lai lịch gì, nhưng hình như là anh ta đã giúp mình một việc rất lớn. Không cần cảm ơn đâu. Ô hô hô hô. Mình đã liệu được kết quả này từ trước rồi. Thấy sao? Tôi đã nói là sẽ cho Nam Chính báo thù giúp cô mà. Chung cư của Thẩm Quân Hào. Hay. Quân Hào giỏi thật đó. Nếu không thì tài liệu Thời Tiểu Dĩnh cất công tìm kiếm mấy ngày nay để chuẩn bị cho phỏng vấn coi như tiêu luôn rồi.
À, thầy Dĩnh, cậu đi phỏng vấn chỗ nào vậy? Âu Dương lão sư tiến cử cho mình đi Thiên Kiêu quốc tế phỏng vấn. Vào khoa thiết kế của Thiên Kiêu quốc tế làm việc, không phải là mơ ước trước giờ của cậu đó sao? Chúc mừng cậu nha, thầy Dĩnh. Cảm ơn cậu. Bây giờ chỉ mới là giai đoạn đầu phỏng vấn mà thôi, mình còn phải cố gắng nhiều lắm. Sẽ không có vấn đề gì đâu, cố lên, cảm ơn các cậu. Mình vốn dĩ đã nghĩ sau khi nộp CV xong, thành tích và kinh nghiệm làm việc của mình có thể khiến cho phòng phát triển phần mềm của Thiên Kiêu quốc tế đặt cách tuyển dụng mình. Như vậy thì mình có thể ở bên thầy Dĩnh rồi. Xem ra là mình đã nghĩ quá đơn giản rồi. Alo chị. Quân Hạo, vài ngày nữa chị sẽ về nước một chuyến, kiếm cơ hội nào để tụ họp lại đi. Đợi tới lúc em ra nước ngoài học, chị với em ai cũng có việc bận của mình. Không biết tới chừng nào mới có thời gian tụ họp nữa. Chị, em vẫn chưa quyết định là có đi hay không mà. Cái gì? Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học California tại cơ sở Berkeley không phải đều đã gửi giấy báo nhập học cho em hết rồi sao? Chị cảnh cáo em không có được bỏ phí cơ hội tốt như vậy đâu. Quân Hạo, em có bạn gái rồi phải không? Cô bé đó gia đình như thế nào? Chị, mấy chuyện này quan trọng lắm sao? Quân Hạo, em là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thẩm Thị, hôn nhân của em không phải là chuyện đùa. Chị cũng biết em chỉ thích mấy cái lập trình số hóa, mấy chuyện quản lý kinh doanh em hoàn toàn không có hứng thú. Chị rõ ràng là người thừa kế Thẩm Thị thích hợp hơn em mà. Quân Hạo, em... Đúng rồi, chị, lần trước em có nói với chị về công ty của Tân Lượng. Chị có từng hợp tác qua chưa? Chị có gửi cho họ một cái đơn đặt hàng nhỏ. Họ không những hoàn thành trước tiến độ mà chất lượng còn tốt hơn một số xưởng khác nữa. Chị đã kêu thư ký của chị đi qua bên đó ký hợp đồng làm ăn lâu dài với họ rồi. Cảm ơn chị. Xem ra lần về nước này mình phải đi gặp cô bé đó mới được. Công ty Tân Lượng. Thư ký Triệu, nhờ anh chuyển lời với Thẩm tổng, cảm ơn cô ấy đã tin tưởng công ty của chúng tôi. Công ty Tân Lượng chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo chất lượng của mỗi đợt hàng, cơ bản từng bước mở rộng duy trì sản xuất, gia tăng sản lượng, cũng rất kỳ vọng vào những lần hợp tác tới nữa của chúng ta. Ha ha ha, Thẩm tổng quả không nhìn sai người, Lý tiên sinh đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Chúc hai bên chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Công ty Tân Lượng cuối cùng cũng thoát khỏi được hiểm cảnh rồi. Hợp tác cùng với tập đoàn Thẩm Thị cũng là một bước tiến bộ. Dĩnh Dĩnh, cuối cùng anh cũng có thể cho em được một cuộc sống tốt hơn rồi. Thịnh ca, em vừa mới nhận được tin. Tập đoàn Thẩm Thị và công ty của tên Lý Tân Lượng cứ mãi lằng nhằng với thời tiểu thư, vừa mới ký một bản hợp đồng dài hạn. Không biết là chuyện này có liên quan gì tới Thẩm Quân Hào hay không? Hừ, thiếu gia Thẩm gia quả nhiên là người tốt bụng mà. Thịnh ca, có cần phải tiếp tục gây áp lực lên công ty của Lý Tân Lượng hay không? Không. Chúng ta đi xem náo nhiệt nào. Công ty Tân Lượng. Lão Vương, đơn đặt hàng của tập đoàn Thẩm Thị lần này khá là lớn. Anh lúc nào cũng phải theo sát tiến độ của nhà máy đó. Tôi cũng sẽ mỗi ngày qua nhà máy kiểm tra chất lượng sản phẩm. Dặn dò công nhân phải đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Nhất định không được xảy ra sai sót gì. Lý Tổng, chất lượng chính là sinh mạng. Giao cho tôi cậu cứ yên tâm. Chất lượng đã ổn rồi, hiệu suất sản xuất cũng tăng lên. Mọi người đều đang rất phấn đấu. Anh nói mọi người cứ yên tâm, xắn tay áo lên hết sức mà làm. Lý Tân Lượng tôi sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Được, Lý Tổng, chúng tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Lý Tổng, cậu làm việc tiếp đi, tôi qua xưởng đây. Alo, xin chào. Xin hỏi anh có phải là Lý Tân Lượng tiên sinh của công ty Tân Lượng không ạ? À? Đây là phòng nghiệp vụ của Thiên Kiêu quốc tế. Chúng tôi muốn đặt một đơn hàng bên công ty của anh. À, xin chào, là tôi đây. Lý tiên sinh, chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến sản phẩm của anh, cũng rất hài lòng với chất lượng sản phẩm. Đơn đặt hàng lần này của chúng tôi sẽ tăng thêm 5% nữa theo giá thị trường. Sau khi ký hợp đồng, chúng tôi sẽ đặt cọc trước 50%. Trời ơi, Thiên Kiêu quốc tế đứng đầu thế giới lại tìm đến công ty của mình. Mình không phải là đang nằm mơ chứ? Lý tiên sinh, xin hỏi anh thấy thế nào? Lý tiên sinh, xin hỏi anh thấy thế nào ạ? À, được chứ, được chứ. Được hợp tác với Thiên Kiêu quốc tế là vinh hạnh của tôi.
Vậy được, Lý tiên sinh, mời anh 9 giờ sáng mai đến phòng nghiệp vụ của Thiên Kiêu Quốc tế ký hợp đồng. Đây đúng là lộc từ trên trời rơi xuống, đã vậy còn rơi tới hai cái. Hợp tác với tập đoàn Thẩm Thị, lại còn đơn đặt hàng với Thiên Kiêu Quốc tế, công ty Tân Lượng cuối cùng cũng được hồi sinh rồi. Trời xanh không phụ người có lòng, Tân Lượng mình cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt lên rồi. Anh à, anh có biết không, bác sĩ nói ca phẫu thuật của anh rất thành công. Những gì có thể làm được, tụi em đều đã làm hết rồi. Nhưng mà tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại vậy? Đường, mình tới rồi nè. Cậu, sao lại khóc thế? Mình đâu có. Đừng có gạt mình, sau khi lại ca phẫu thuật vẫn chưa tỉnh lại, mình biết là cậu rất lo cho anh ấy. Thời Tiểu Dĩnh, có đôi lúc mình thấy bản thân mình chỉ là một hòn đá cản đường, chỉ có gây thêm phiền phức cho người khác. 4 năm trước, Lợi Ca vì mình nên mới bị tai nạn xe, cho tới lúc này vẫn còn phải nằm trên giường. Cậu là người bạn thân nhất của mình lại hại cậu phải chạy đông chạy tây kiếm tiền giúp mình, làm biết bao nhiêu công việc. Mình cảm thấy mình thật sự vô dụng. Đường, đừng như vậy, thấy cậu buồn. Đường, đừng như vậy, thấy cậu buồn, mình rất đau lòng. Tin vào Lệ Ca, tin vào mình, cũng tin vào chính cậu. Lệ Ca nhất định sẽ tỉnh lại, chúng ta nhất định sẽ đợi được tới ngày đó. Tân Lượng ca, sao anh ấy lại gọi điện thoại cho mình? Alo, Tân Lượng ca. Dĩnh Dĩnh, anh có một tin vui rất muốn chia sẻ với em. Tối nay anh mời em tới nhà hàng Victoria ăn một bữa cơm hải sản nha. Tân Lượng ca, công ty anh vừa mới vực dậy, đừng có lãng phí tiền như vậy chứ. Hơn nữa em đang bận làm luận văn phản biện. Dĩnh Dĩnh à, bây giờ anh không có thiếu tiền. Nói anh biết em đang ở đâu, anh qua đón em liền. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, không có ảnh hưởng tới việc học của em đâu. Sao mà không chịu hiểu lời mình nói về trời? Thật sự không cần đâu mà, Tân Lượng ca. Nếu em không đi, anh sẽ đi thẳng tới nhà đợi em luôn đó. Nếu mình không đi, không biết anh ấy sẽ làm ra tới chuyện gì nữa đây. Thôi được, anh đừng qua, em bắt xe tới nhà hàng Victoria, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới. Được, anh đợi em.